Nhờ Giang Cư Mận xóa hình bác tài xế, thanh niên nhận ngay cái kết ảo ma Canada. Nhờ cộng đồng mạng chỉnh ảnh từ lâu đã là một trong những thử thách mạo hiểm nhất thế giới. Dù vậy, vẫn có nhiều người tin tưởng vào khả năng của các phù thủy online, hy vọng họ sẽ giúp mình tạo ra những bức ảnh cực đẹp. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó lạ lắm, không biết là đẹp hơn chút nào chưa, nhưng chỉ thấy tiếng cười được phân phát đến khắp mọi nơi. Cụ thể sau khi chụp được bức ảnh kỷ yếu tập thể lớp cực đẹp nhưng hơi đen một tí là lại có ông anh đi xe ngang qua hình khiến mặt của nhiều người bị che. Cảm thấy tự mình xử lý thì không được thế nên thanh niên này đang phải đăng lên mạng nhờ mọi người xóa ông anh kia ra khỏi khung hình. Chỉ sau một đêm, những thứ mà thanh niên nhận lại trông nó cứ hơi sai sai so với tưởng tượng ban đầu. Xóa giúp mình ông đi xe. Bạn không còn thấy ông kia nữa rồi nhé. Ông kê bác quá dễ. Đúng ý bác không? Khỏi cảm ơn. Chờ tí gần bắt được đối tượng rồi. Quá hợp lý luôn anh. Ông kê xóa đúng ý luôn rồi nhé. Trừng đống cổng rồi để mai kêu mấy đứa ra chụp lại cho. Chắc chắn là sau pha nhờ chỉnh ảnh đi vào lòng đất này, cuối cùng cậu cũng được thấy ông anh đi xe máy biến mất khỏi khung hình, nhưng mà lại theo phong cách Bình Dương. Khả năng cao là sau pha nhờ vả ối rồi ôi này, cậu sẽ không nhờ thêm lần thứ hai nữa, bởi lẽ nếu nhờ thêm thì những bức ảnh của cậu sẽ trở thành cái gì thì vẫn chưa ai biết. Oh my god! Wow! Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.